Ok, xin chào cả anh em nha. Hôm nay em Huy Xe lại mang đến cho anh em mình mẫu gì Beo 300. Trời hơi nắng xíu, anh em coi tạm ha. Này, nó khá đẹp đấy, biển Sài Gòn. Ô đô thì nó chỉ rơi vào khoảng 5.000 km thôi. Dạng áo thì mình khẳng định với anh em luôn. Đấy nhá, 5.332 km, bình xăng 99%, anh chủ đi cực kỳ kỹ tính luôn. Anh em có thể thấy là zoom gần luôn này. Đó, thấy chưa? Mấy cái này là mấy cái bẩn thôi, không phải chảy đâu. Đó em nhìn này, 3-5.000 cây nhá. Chất xe lướt cực đẹp luôn. Đây là chân cuộc heo cổ bô à. Đó, cái nước lốc biết là anh em nhìn này, bao chảy nước miếng luôn. Đang nổ máy nhá. Đó, lỗi nhỉ, cái sơn đấy thôi, không ảnh hưởng gì hết. Mọi chức năng là hoạt động tốt, không có lỗi lầm gì hết nhá. Đây, anh em xem nước sơn này, đang có ánh nắng mặt trời trực tiếp luôn á. Yeah, buộc viết này. Đây đây đây, cho anh em xem lốc mâm lửa. Đó, đẹp chưa? Không làm mất thời gian của anh em nữa. 2018 Dì Beo 300, xe đi 5.000 cây nha, siêu đẹp luôn, 93 triệu. Anh em là có nhu cầu mua bán tất cả các dòng mô tô cứ alo trực tiếp qua số điện thoại cho mình 0974847553, số điện thoại và địa chỉ mình luôn luôn để dưới phần bình luận nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã coi được cuối clip. 93 triệu.